chào tất cả các bạn nha. Mới ra lò không hả? Mới tiện. Đó, hàng xa lôi. Quá khủng luôn. Quá khủng khủng. Trời ơi. Quá. Giật rồi mới có 2 mét rưỡi à. Wow. Rồi. Ông có tính trăng trùm đây hả vậy? Rồi cái văn này như cái hình gách hả? Ờ, rồi cặp à. Mét 7, 8, 8 gần cặp. Gần cái táp đó nè. Rồi trời. Tôi bận tôi thấy sợ, thấy nhiều này nữa. Ông cho đá trên mùi thi có hai lần cái thông tới giờ đó là việc cắt viết rồi. À, ông đó, đó hả? Ủa, mẹ văn một ráo luôn, mới làm cái văn mới. Rồi, con này của mình. Cam xanh cam. Mới thử lèo. Bảy mấy đó. Cách bảy mấy ông mới nói đó. Cách bảy mét 788 đó. Giật vô đầu đó. Bữa trên bây giờ chỉ cột rồi thôi. Đùa. Chiều này đùa có mẹ quá không á. Không thấy thôi. Để nó lâu không lên, lên thấy mà tiên chỉnh luôn à. Cái gì không hay giống nhiều mình chứ ta. Giống này không. Sáng giống nhiều. À. Ông Út này tính đi thăm bà tiên nè. Giống ghê à. Cái này rồi, máu rồi. Mới lên cung cái gãy rồi. Thiệt tình. Cặp cốt cặp bầu quá trời. Viên 200 nè. Thấy không? Một chùm. 200 gần mét. Thấy không? Bây giờ tới một cái vô thấy rồi. Cái này cho mình giờ làm cái văn thả thôi có gì đâu. Cái gì đâu, nó thả có nẩu luôn mà nó thả. Giờ nó treo nó ngó luôn. Chiều này cho nó. Một hai sao gãy hả? Đó, cái chỗ đó đó. À. Cái sao chạy cái đó tại Úc ấy kêu sắt cho nó chết trong gãy chúng đó. Chết. Nãy tao nhỏ kêu sắt hai lần cái đó. Đúng rồi, chạy. Chết cái sườn đó. Là mình câm là chết à. Đó. Ồ, gió mạnh ghê không? Giờ lấy đồ bộ ra hả? Gió à. Trời ơi. Trời ơi, gió à. Giờ trước cái dân đúng 3 lạng luôn. Ừ, 6 lạng luôn á, 3 lạng luôn đó. Còn chiều này tập 3 lạng luôn. Hey!
200. Phải con mọt nó ăn rồi tao chút là tao thấy con mọt nó ăn rồi tao mới thục con mọt ra rồi tao mới nhỏ cái xác vô. Con nhỏ cho chết trong đó luôn. Thì tao nhỏ đó đó. Nó chết rồi tao mới lấy cái xác ra. Nhà đâu mà về? Giờ chứ đằng nào cũng mới về. Đâu? Nó lên nó đép cho tao thả nè, giờ tao phải về. Sao vậy? Quánh. Này giờ đâu dèo quánh tao rồi, giờ tao sợ quá tao phải về chứ sao vậy? Giờ không cho rồi, ở đây lát nó quánh rồi. Quánh nó lại luôn. Thôi. Cấm thêm con nữa. Ba người. Mấy hai người. Mày nó quéo ngón tay á. Ôi giấc vô đó. Thêm nó nóng nó quánh nó bụng. Ông chạy ông lên qua đầu xe. Hả? Ông chỉ bao là tao qua đầu xe. Lên thú về đem con đồ về lên. Con xuống sông lá hôm đó đó hả Trình Thi nhiều đó đó nó có lớn mà cứ nó nhào quá trời nó nhào lên đem vô đây cho nó quậy chân móc te tu hết luôn mà anh rồi dữ thôi múc chỉ hả múc vậy cái gì lé con chồng luôn, ừ. Cũng là đẹp, nhiều quá 200 ông là cái gì cái gì, không biết thì dân kêu dữ xuống cái nữa, đó. Thả đến mấy đứa Vũ, 4-5 người, 5 người, đến đâu gì hả, 5 giờ 4 mấy à, qua tao đi tao thấy sợ bỏ mình sớm như này nó buồn tội nghiệp, nhận lấy qua lên làm thùng về. Dễ dàng rồi, lên đường. Ồ, ghê chưa, thùng nước sơn rồi đầy đủ. Lên đường về thay vừa mới. Quá trời ơi, đất dừa dãi, không? Dương mới nhảy. Rồi nó sao? À. Dương mới bóng dữ đó. Không hợp á. Gió đường ngược lên. Cũng cưng á. Gió đường là ghê không? Con dừa nào thấy nó hợp. Gió đường chạy leo á. Con dừa nó thấy nó bóng ghê luôn rồi, nó hợp dữ. Con nào hợp lên hợp à. Nó múa à, múa xua luôn. Ừ. Mà cao quá độ nhào qua cái. Nó bóng quá nó nhào. Múa xua luôn. Gió sao kỳ thật. Rồi gió chút đi. Năm điện lên, năm điện lên. Mấy đó đi xa, thử lèo đó đi xa. Quất làm nhạc chơi. Khi con lên đó. Tiêu. Không có rồi. Giờ gió lớn vô hoàn toàn ha. Giờ dữ dữ đó để cả nhà lắm luôn. Nó có nhà đâu. Lo mạnh lên. Nó yếu chứ. Nó nặng đầu rồi.
ngang lèo lắc đó. Ngang lèo gió lên lên được. Đâu phải nặng đầu. Ngang lèo. Lên lèo chung. Lên lèo chung. Anh đầu nó nghe vậy, tiếng gì vậy? Ngang lèo. Hút đó. Xuống luôn, vô dây điện luôn, chết chà. Kéo lèo lên chút. Ừ, chiếc máy bay luôn. Không tới. Con nhào bảy con, nhào quá nhào bảy con. Nó cầm. Điều qua cái bên chỗ tôi thả bảy con mình. Tiêu nha. Em này có máy tắt à? Nó nhiều quá chạy lên hết kinh. Làm lạng quạng nó móc con này á, nó không lại đây ta. Lâu chưa đây, tháng lâu chưa? Chưa giờ. Chiều nay bị túm đít rồi không ai? Túm đít rồi phải không? Giái bị cục rồi. Rồi hết gió rồi. Con này nó làm lâu lắm rồi. Bỏ nó đem vô vừa bự tính đem vô cái giấy độc lạ nha. Này bữa nay tao kiếm. Đi qua mà có gió rồi này. Chán thử hai con, một con mét 8, một con mét 75 lên thiệt đã. Đây nè. Cái thằng kia nó đeo tay xịn vô kéo. Nè quay giờ lại đủ quay chưa nằm. Quay con luôn. Bắt con bây giờ chết. Dây rồi. Vừa cung hai mắc vô văn à. Lúc bọt bọt đâu? Mắc văn rồi. Chết chà. Rồi bứt một con. Con nào bứt à? Phu cũng đem diều gì đâu mà có chút ép kìa trời. Diều này thả à. Nít thả chứ làm gì. Trời, hai nhậu luôn rồi.
ăn có chịu rồi đó mà lên còn chống nổi. Bút chân. Chân rồi. Chuột chuột. Bút luôn. Còn thòng rồi. Chân rồi. Ủa. Cầm chưa có đã tay gì hết á. Mới có lên. Chưa ro nữa. Chưa ro nữa bút à. Chân rồi. Lòng thòng rồi. Phun đi tới đâu là biết cái đó ông đậu nó nguy hiểm là biết không à. Rượt rượt nó chạy vô giá luôn mà. Bụng nó nghỉ rồi mấy năm tới sao nhà vui ha. Vui. Cái nhà vui á. Quấn bức chân rồi quá xa chân mà làm mà tiêu hay quá là dễ bức chọc nhỏ quá thì đâu mà ổn. Kẹt mộng dây điện rồi. Vậy đó dây gì mà dây? Dây lớn. Dây lớn nói gì nữa. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Các bạn hãy thấy nha. Rồi, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha. Rồi chào tạm biệt.